we'll have a Q&A at the end. Sigrid Simon, trưởng nhóm hệ thống sản xuất và dinh dưỡng nuôi trồng thủy sản tại SIGRO. Tôi bắt đầu giới thiệu diễn giả đầu tiên, ông Luke. Ông Luke hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản từ năm 1992. Ông làm việc cho Inve với vị trí giám đốc điều hành cho đến năm 2012. Ông là giám đốc một số công ty Inve khác nhau, Thái Lan, Turkmenistan và Nga. Năm 2012, Luke và Frank Ininger bắt đầu thành lập INV Bio, kinh doanh về ấu trùng Artemia. Đây là thách thức lớn nhất trong cuộc đời nghề nghiệp của ông. Luke là người phát minh ra các ứng dụng Artemia như phương pháp sấy Artemia, Hi-Fi, Step-Act, công nghệ tẩy vỏ thay thế phương pháp truyền thống, phôi, công nghệ tách vỏ INV, các trung tâm Nauply và thức ăn tổng hợp thế hệ mới. Nói tóm lại, ông nhận thức được các vấn đề và nhu cầu của thị trường và tìm kiếm các giải pháp thực tế. Luke vui lòng chia sẻ bài thuyết trình của mình. Cảm ơn. Luke Van Nieuwendael, giám đốc điều hành tập đoàn INV Bio. Tôi hy vọng các bạn nghe rõ. Cảm ơn Cedric đã giới thiệu. Cảm ơn Lucia. Chào mừng các bạn đến với bài thuyết trình của tôi về chủ đề cung cấp ấu trùng Artemia Insta-1 tươi sống hàng ngày không nhiễm khuẩn Vibrio, sản phẩm của thế hệ mới. Trước năm 1995, về Artemia thì thật dễ dàng, vì thời gian đó chủ yếu ở hồ Great Salt Lake là nơi có trứng Artemia, nhưng sau đó mở rộng sang Turkmenistan do sự thiếu hụt nguồn cung tại hồ Great Salt Lake. Chúng tôi bắt đầu phát triển các hoạt động tại Turkmenistan. Và thực sự đây là lần đầu tiên ở quy mô thương mại, một loại Artemia khác đã được đưa vào thị trường. Phía bên phải trên màn hình, bạn có thể thấy những gì đã xảy ra bởi vì không chỉ có ở những hồ khác nhau tại Nga, mà còn ở những hồ thuộc Kazakhstan và những vùng khác nhau tại Uzbekistan và Trung Quốc. Như vậy đã có thêm nhiều nguồn trứng khác so với cách đây 25 năm. Điều đang xảy ra là tất cả các sản phẩm Artemia đều được đóng lon với các nhãn hiệu khác nhau. Các nhãn hiệu từ các công ty thu hoạch trứng, nhưng cũng có thể từ những nhà phân phối, trung gian và từ bất kỳ ai. Vấn đề là khi trứng được đóng trong lon, bạn không thể biết trứng đó từ hồ nào, thu hoạch từ khi nào, tỷ lệ nở bao nhiêu. Và chắc chắn là bạn không thể biết đặc tính nở, có cần chất kích nở hay không, cần bao nhiêu chất kích nở, ấp trứng trong bao lâu, vân vân. Vì vậy, trên thực tế, như các bạn đã thấy, trại giống mua trứng Artemia và sau đó tùy thuộc vào sự ấp nở trứng Artemia thành toàn bộ ấu trùng Artemia sống. Thực ra, việc thu hoạch và chế biến trứng là khâu dễ dàng. Khâu khó khăn bắt đầu từ khi trứng Artemia được đưa vào trại giống và ấp nở, thu hoạch ấu trùng Artemia. Sở dĩ như vậy vì cách duy nhất các công ty thương mại có thể đưa ra thị trường Artemia ở dạng trứng sấy khô đóng lon. Nếu không, sẽ rất khó khăn trong việc vận chuyển. Khi bạn mua trứng Artemia, bạn phải tự ấp trong trại giống. Bạn biết rõ ánh sáng, nhiệt độ là những yếu tố chính và ngoài ra phải cố gắng kiểm soát khuẩn. Chất lượng của sản phẩm bạn mua rất quan trọng, nhưng không phải lúc nào chất lượng trứng Artemia đều được ghi rõ ràng trên lon. Nếu bạn làm tốt, sau 24 đến 26 tiếng đồng hồ, bạn có được ấu trùng Artemia. Rồi thì bạn tách vỏ bằng vợt hai tầng. Và với phương pháp truyền thống này, việc tách vỏ sẽ gây ra nhiều ấu trùng bị tổn thương. Ấu trùng bị dập vỡ này, khi được đưa vào bể nuôi, thì chắc chắn sẽ là cơ hội cho vi khuẩn Vibrio phát triển. Bạn phải cần đến nhân công có kỹ năng để thực hiện toàn bộ quá trình này. Và khi quá trình kết thúc, việc phân tách vỏ ít nhiều đã thực hiện xong, bạn sẽ còn phải làm tiếp các bước khử khuẩn để loại bỏ vi khuẩn Vibrio. Bây giờ, tôi xin trích dẫn từ hội thảo của NACA cách đây vài ngày. Phần do giáo sư Patrick Sorcelous trình bày đã cho ta thấy trên thế giới có nhiều phương pháp ấp Artemia khác nhau.
Và bạn thấy đấy, để loại trừ Vibrio, một số nhúng vào nước nóng. Bạn sẽ không tin rằng họ sử dụng nước nóng từ 60 đến 100 độ C để diệt khuẩn. Cấp đông cũng là một phương pháp khác, cũng như sử dụng iodine và hypochlorite. Năm 2012, tôi và ông Frank thảo luận tìm cách đưa ra giải pháp thật sự, chứ không chỉ đơn thuần kinh doanh trứng Artemia, vì chỉ mua bán trứng thì quá dễ dàng. Chúng tôi muốn đưa ra một giải pháp thiết thực cho trại giống. Ước mơ của chúng tôi là sản xuất ra ấu trùng Artemia sống, sạch, không khuẩn Vibrio cho những người quản lý trại, cũng như công nhân trong trại để họ có thể sử dụng ngay trực tiếp vào bể nuôi. Trong trường hợp này, bạn có thể thấy rằng khi múc ra một muỗng, bạn có thể biết chính xác bạn cho tôm ăn bao nhiêu sinh khối ấu trùng Artemia. Để đạt được điều đó, chúng tôi cần phải xây dựng từ đầu, không phải lấy trại tôm giống, rồi chuyển đổi nó thành cơ sở sản xuất ấu trùng. Các cơ sở sản xuất ấu trùng của chúng tôi tuân theo một bản thiết kế đã được phát triển qua những năm tiên phong nghiên cứu. Và kết quả hình thành những cơ sở sản xuất ấu trùng với các bể ấp được thiết kế riêng, hệ thống sục khí được thiết kế để cung cấp và phân tán đều oxy tinh khiết vào trong bể ấp, cũng như thiết kế riêng cho khâu phân tách. Đây là mô hình mà các trại giống đang tìm đến. Tất nhiên, chúng tôi cũng quan tâm đến khâu lọc nước biển và nước ngọt. Bạn có thể thấy tất cả các bể ấp, nước, sục khí, cách đưa Artemia vào bể ấp, tất cả các điều kiện đều được kiểm soát. All the conditions are under control, and moreover, because we are going from hơn nữa, chúng ta đi từ mô hình ấp trứng trong trại giống sang mô hình ấp Artemia công nghiệp hóa. Nếu bạn muốn ấp trứng ở quy mô công nghiệp, đồng nghĩa tất cả các khâu phải được kiểm soát. Mỗi một khâu trong quá trình ấp trứng phải được kiểm soát, phải được ghi chép lại và phải được nhập vào hệ thống. Các thông tin này được lưu trữ trên đám mây vĩnh viễn, vì đây là cơ sở truy xuất nguồn gốc để chúng tôi truy tìm lại đó là gì và thuộc khâu nào. Chương trình này được lập trình riêng và chỉ áp dụng cho các cơ sở ấp trứng của chúng tôi trên toàn thế giới. Vì nó được kết nối với đám mây, chúng tôi có thể liên tục theo dõi tất cả các cơ sở ấp trứng của chúng tôi đang hoạt động như thế nào, ở đâu. Sau thời gian ấp, chúng ta cần phải tách vỏ. Khâu tách vỏ rất quan trọng. Chúng tôi không muốn lẫn bất kỳ vỏ trứng, trứng ung vào trong sản phẩm. Ở khâu này, chúng tôi đã phát triển công nghệ phân tách riêng cho mình. Công nghệ này đã được cấp bằng sáng chế trên toàn thế giới. Sau khi tách vỏ, chúng tôi đưa ấu trùng vào trong các bể làm lạnh để ấu trùng ngủ đông. Quá trình ngủ đông nhằm đảm bảo ấu trùng Insta 1 không phát triển sang giai đoạn Insta 2, vì điều này sẽ làm cho ấu trùng mất đi năng lượng. Do đó, chúng tôi muốn bảo toàn năng lượng cho ấu trùng bằng bất kỳ giá nào. Trong suốt quá trình ngủ đông, chúng tôi còn bổ sung các chiết xuất thực vật tự nhiên để đảm bảo Vibrio không bùng phát trở lại hoặc nhằm triệt tiêu Vibrio. Khi ấu trùng được đưa ra ngoài bể ngủ đông, ấu trùng Artemia được tách nước cho đến khi trở thành dạng bột nhão, ấu trùng vẫn còn sống tốt. Ở dạng bột nhão, tất cả nước đã được tách khỏi ấu trùng để tạo thành dạng bột đồng nhất với một lượng sinh khối ổn định trong mỗi khay. Và, theo quy cách của chúng tôi, mỗi khay có trọng lượng 800 gram. Chúng tôi có bộ phận kiểm soát chất lượng ở tất cả các cơ sở ấu trùng, nơi chúng tôi kiểm tra tỷ lệ Insta 1. Chúng tôi kiểm tra sự hiện diện của Vibrio, kiểm tra virus bằng real-time PCR.
kiểm tra tỷ lệ sống của ấu trùng Artemia trong khay sản phẩm, kiểm tra sinh khối, bao nhiêu ấu trùng trong một khay, sản phẩm có sạch, có bị lẫn tạp chất không. Tất cả yếu tố này đều có liên quan đến phục vụ để có sản phẩm kịp thời cho khách hàng. Kịp thời có nghĩa là hàng ngày, và trong nhiều trường hợp giống như ở Ấn Độ, chúng tôi giao hàng 2 lần một ngày. Chúng tôi cung cấp giấy chứng nhận chất lượng cùng với sản phẩm, xác nhận chất lượng khay sản phẩm đúng với những gì chúng tôi đã cam kết với khách hàng. Nhân đây, chúng tôi thực hiện phân tích chất lượng không phải ngẫu nhiên. Chúng tôi kiểm tra tất cả các lô sản phẩm trước khi cấp các chứng chỉ chất lượng. Điều này có nghĩa không một khay sản phẩm nào thoát khỏi sự kiểm soát chất lượng của chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi còn thực hiện kiểm tra ở các phòng lab độc lập. Trường hợp này là các cơ quan thuộc chính phủ Thái Lan, nhằm đảm bảo rằng việc kiểm soát chất lượng của chúng tôi là khớp hoặc tương đương với các phòng lab bên ngoài. Ngay khi khay ấu trùng sẵn sàng giao cho khách hàng, chúng tôi bảo quản trong nước đá và trong thùng lạnh có chứa đá. Khi thùng hàng giao đến cho khách hàng có thể giữ các thùng đá này và sử dụng theo trình tự cho tôm cá ăn. Ngày hôm sau, chúng tôi giao thùng hàng mới và lấy về thùng cũ, khử trùng, và cứ như vậy lặp lại cho những lần sau. Hiện nay, chúng tôi có 3 sản phẩm cung cấp cho khách hàng Instar 1, tỷ lệ Instar 1 trên 95% tại thời điểm giao hàng. Chúng tôi còn có Instar E, ấu trùng được làm giàu với tảo, Selco và vitamin. Đây là dạng chuẩn mà chúng tôi đang áp dụng. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có embryo, xin đừng nhầm lẫn với trứng tẩy vỏ. Trứng tẩy vỏ là phôi khô, màng bên ngoài đã bị phá vỡ. Do đó, khi đưa vào cho ăn, cơ hội thất thoát dưỡng chất là rất lớn. Sản phẩm của chúng tôi là phôi tách nước, màng ngoài vẫn còn nguyên vẹn, không bị thất thoát dưỡng chất. Hơn nữa, chúng tôi là đơn vị duy nhất trên thế giới tẩy vỏ mà không sử dụng hypochlorite. Chúng tôi có phương pháp khử trùng riêng mà không sử dụng hypochlorite vì có thể để lại dư lượng chlorine có hại. Những gì chúng tôi làm đã giải quyết được phần lớn vấn đề chính cho các trại giống, đó là khâu ấu trùng Artemia. Chúng tôi giao sản phẩm sạch. Đây là cách tiếp cận thị trường mới. Chúng tôi mang lại giải pháp thực sự cho trại giống, vì bạn đã thấy có quá nhiều khâu các trại giống phải kiểm soát để có được ấu trùng Artemia sạch khỏe mạnh. Chúng tôi thực hiện công việc này hàng ngày và giao hàng bất cứ khi nào trại giống cần. Chúng tôi làm giàu Artemia. Đây là cách tiên tiến cung cấp thêm dinh dưỡng hoặc khẩu phần dinh dưỡng khác mà hầu hết sử dụng cho giai đoạn PL5 trở lên. Khi mà nhu cầu dinh dưỡng thay đổi, nên chúng tôi thay đổi theo bằng cách sử dụng ấu trùng làm giàu. Tôi nghĩ rằng có một điều thú vị là trong tương lai, chúng tôi có thể làm giàu Artemia bằng vi sinh và bất kỳ chất phụ gia nào có kích thước nhỏ hơn 5-15 micron để có thể đưa vào đường tiêu hóa của Artemia. Làm được điều đó cũng là một hình thức khác bao bọc sinh học có thể sử dụng để đưa vào cơ thể vật nuôi. Điều quan trọng nhất là không bị nhiễm Vibrio. Đây là điểm độc đáo, và tôi sẽ trở lại vấn đề tầm quan trọng của việc không nhiễm Vibrio. Như các bạn đã biết, tôi bắt đầu từ Thái Lan với rất nhiều khó khăn. Đó là một khởi đầu đầy khó khăn. Khi chúng tôi thiết lập xong mọi thứ, chúng tôi thiết lập tại Ấn Độ. Hiện nay chúng tôi đang thiết lập cơ sở ấu trùng thứ tư tại Ấn Độ. Chúng tôi có mặt tại Indonesia và đang tìm nơi xây dựng cơ sở thứ hai tại đây.
Chúng tôi có mặt tại Việt Nam, Bangladesh, Ecuador và năm sau sẽ là Mexico. Tôi trở lại tầm quan trọng của thức ăn tươi sống, cách sử dụng và xử lý. Các bạn thấy dòng đầu tiên màu xanh lá cây. Đó là chế độ cho ăn điển hình tại trại giống sử dụng Artemia tươi sống cùng với thức ăn tổng hợp. Bạn có thể thấy tỷ lệ sống trung bình 72% thì không tệ. Trọng lượng cá thể của tôm boss là 198 microgram. Nếu bạn để ý dòng màu xanh dương, bạn có thể thấy tôi hoàn toàn không sử dụng thức ăn tổng hợp, mà tôi sử dụng 100% ấu trùng Artemia cho ăn trực tiếp từ khay. Tỷ lệ sống và trọng lượng cá thể cao hơn. Nhưng nếu bạn qua những dòng màu xám, bạn sẽ thấy điều không may. Có nhiều người làm là nhúng ấu trùng vào nước nóng 60-100 độ C. Trong trường hợp này, chúng tôi dùng nước 70 độ C trong 2 phút, sau đó làm nguội bằng nước. Các bạn thấy ngay tỷ lệ sống và trọng lượng cá thể giảm xuống. Tương tự khi cấp đông, ngay cả sau 2 ngày cấp đông, tỷ lệ sống giảm xuống 68% và trọng lượng cá thể rất thấp. Nếu cứ tiếp tục cấp đông như thế trong một tuần, các chỉ số này sẽ tụt giảm hơn nữa. Vì vậy, khi các bạn sử dụng Artemia, điều quan trọng là nó phải còn sống. Chúng tôi hiểu tại sao các trại giống phải sử dụng nước nóng và cấp đông ấu trùng hoặc khử trùng bằng iodine, vì họ muốn đảm bảo không đưa Vibrio vào bể nuôi. Nhưng với sản phẩm của chúng tôi sạch khuẩn Vibrio, bạn có thể sử dụng trực tiếp như một loại thức ăn khác. Đây là bảng cho ăn cơ bản, tôi sẽ không đi vào chi tiết. Bảng này nhằm để bổ sung cho slide đầu tiên của tôi. Một vấn đề khác là tác dụng của Artemia được làm giàu trong khẩu phần ăn cho tôm giống. Cách cho ăn đầu tiên là khẩu phần cho ăn thông thường, gồm 50% thức ăn tổng hợp và 50% Artemia được ấp tại trại. Kết quả, tỷ lệ sống 63%, trọng lượng cá thể 984 microgram, giai đoạn từ PL3 đến PL12. Nghiệm thức tiếp theo hoàn toàn giống nghiệm thức trước. Cùng loại thức ăn tổng hợp, cùng một lượng cho ăn. Nhưng về Artemia, chúng tôi sử dụng Instat-1 của INV Bio. Kết quả có tốt hơn một chút, nhưng điều quan trọng là tính đồng nhất. Vì sản phẩm của chúng tôi đã được xử lý Vibrio, ấu trùng Artemia toàn vẹn không bị rò rỉ dưỡng chất và hoàn toàn là Instat-1, giai đoạn ấu trùng Artemia có đầy đủ dưỡng chất. Nghiệm thức cuối cùng giống như nghiệm thức trước, nhưng từ PL5 đến PL12, chúng tôi chuyển sang sử dụng Artemia làm giàu. Bạn có thể thấy có sự gia tăng đáng kể. Giống như dòng thứ hai, nếu bạn chuyển sang cho ăn Artemia làm giàu từ PL5 đến PL12, đó là một ý tưởng rất hay. Tôi sẽ cho bạn biết lý do ngay đây. Trong cả hai trường hợp, Instat-1 và Instat-E, bạn sử dụng cùng sinh khối 1 hay 800 gram. Nếu bạn sử dụng Artemia làm giàu Insta2 hoặc Insta3, bạn sẽ sử dụng ít ấu trùng hơn so với khi bạn sử dụng Insta1. Vậy, khi bạn sử dụng ít ấu trùng hơn, đồng nghĩa bạn sử dụng ít trứng Artemia hơn, nên chi phí sẽ rẻ hơn. Việc làm giàu và nhân công để thực hiện làm giàu Artemia trong thực tế không cân bằng với trị giá của ấu trùng. Thực tế chi phí cho chất làm giàu và nhân công thấp hơn chi phí bản thân ấu trùng Artemia. Vì vậy, với một khay Artemia làm giàu có giá thấp hơn một khay Instat-1. Mặc dù kết quả thể hiện ở slide trước cho thấy, kết quả thì lại tương đương hoặc tốt hơn. Điều này sẽ giúp cho các trại giống kiểm soát tốt chi phí Artemia sử dụng trong trại giống. Đây là chế độ cho ăn được sử dụng trong thực nghiệm ở slide trước. Tôi sắp kết thúc phần trình bày của mình, và có nhiều người hỏi tôi rằng khi nào có sản phẩm thay thế Artemia. Và tôi luôn cho rằng sẽ có một ngày nào đó, nhưng không phải hôm nay và có lẽ cũng không phải ngày mai.
Tôi nói điều này sau 20 năm nghiên cứu khi tôi còn tham gia làm việc tại INVE. Chỉ cần làm một thử nghiệm đơn giản, tôi sẽ nói nhanh qua. Bạn cho ấu trùng tôm ăn 100% Artemia. Bạn sẽ thấy có kết quả tỷ lệ sống và trọng lượng cá thể rất tốt. Bây giờ, bạn không sử dụng Artemia mà cho ăn 100% thức ăn tổng hợp từ Zoya cho tới PL5, hoàn toàn không có Artemia. Tôi cho rằng ấu trùng tôm thậm chí không thể sống sót đến giai đoạn PL5, chứ tôi không cần nói đến tỷ lệ sống và trọng lượng cá thể. Một ví dụ khác, nếu bạn sấy khô ấu trùng Artemia và sử dụng 100% làm viên thức ăn mới rồi đem cho ăn, to make another new particle, if you would feed that into your tanks, kết quả sẽ chỉ bằng một nửa so với cách ăn Artemia tươi sống. Bên cạnh đó, thức ăn sống mang lại tính bắt mồi tốt hơn và còn tránh được bị chìm lắng đáy. Đây còn là một dạng viên bao sinh học tự nhiên, nên không có sự rò rỉ thất thoát dưỡng chất. Nếu so sánh với thức ăn tổng hợp, Artemia không có trọng lượng rỗng, chẳng hạn như chất kết dính và những chất không dinh dưỡng khác. Điều thú vị là hầu hết sản phẩm thay thế Artemia đều có thành phần Artemia trong công thức. There is no more to say about this. Thank you for listening. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cảm ơn Secret và Lucia.